Xin chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Hoa Kỳ chính thức khởi sự giai đoạn rút quân sâu cùng khỏi Afghanistan. Tối cả pháp viện bác thủ thuật sở di trú trục xuất di dân bất hợp pháp. California sẽ sớm thả 76.000 tù nhân để giảm bớt số tù nhà tù ở tiểu bang. Hơn 90 người ngồi nhét trong căn nhà ở Houston nghi di dân lậu đã banh trong sân trường 6 học sinh ở Quảng Trị bị sát đánh một người tử vong. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì giai đoạn rút quân sau cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến vô tận của Hoa Kỳ ở Afghanistan sau 20 năm đã chính thức khởi sự vào hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 5, với các quân nhân cuối cùng của Mỹ và NATO sẽ rời khỏi nơi này vào mùa hè tới đây. Tổng thống Joe Biden đã đưa ra dấu mốc 1 tháng 5 là thời điểm chính thức để bắt đầu rút các đơn vị quân đội còn lại của Mỹ ở Afghanistan, hiện gồm có khoảng 2.500 đến 3.500 người. Phía đồng minh NATO cũng sẽ rút số quân khoảng 7.000 người của họ trong cùng một thời gian. Nhưng từ trước ngày thứ Bảy, việc thư chọn căn cứ để rút quân đã được bắt đầu. Quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan lập danh sách các trang thiết bị hiện có, quyết định cái gì sẽ trở về Hoa Kỳ và cái gì sẽ chuyển giao cho quân đội và cảnh sát Afghanistan và cái gì sẽ bán phế thải trên thị trường quốc gia này. Và trong vài tuần lễ trở lại đây, quân đội Hoa Kỳ đã có các chuyến bay vận tải là C-17 chở máy móc trang bị khỏi Afghanistan. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính có hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim vào Afghanistan trong hai thập niên qua, theo cuộc nghiên cứu của Đại học Brown University. Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh NATO cùng tiến vào Afghanistan vào hôm 7 tháng 10 năm 2001 để săn lùng thành phần Al Qaeda sau cuộc tấn công của lực lượng khủng bố này vào New York và Washington ngày 11 tháng 9 trước đó. Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã che chở và cho phép Al Qaeda lập căn cứ trên lãnh thổ của họ. Hai tháng sau, chế độ Taliban bị lật đổ và các tay súng Al Qaeda cũng như là người lãnh đạo của họ là Osama bin Laden phải lẩn trốn quay sang một tin khác, thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ năm ngày 29 tháng 4 đã đưa ra phán quyết 6 trên 3, theo đó chính quyền không thể trục xuất một công dân Guatemala sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ năm 2005 vì một giới chức di trú liên bang có lỗi trong việc gửi thông báo cho người này theo Reuters. Phán quyết này tạo ra hy vọng cho hàng ngàn di dân sống không giấy tờ Hoa Kỳ trong một thời gian dài và đang đối diện với đe dọa phải trở về xứ sở nguyên quán phán quyết trên đã cho thấy sự khác biệt ý kiến giữa các thẩm phán thuộc nhóm bảo thủ trong tối cao pháp viện, giúp cho ông Augusto Nischavez không bị trục xuất trong hoàn cảnh sống quá lâu ở Hoa Kỳ. Ông Nischavez hiện cư ngụ ở tiểu bang Michigan với gia đình. Các vị thẩm phán quyết định rằng luật nhập cư liên bang bắt buộc các cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm tất cả các chi tiết liên quan trong một thông báo khi yêu cầu một người xuất hiện tại tòa di trú. Trong trường hợp của ông Nis Chavez, cơ quan di trú chỉ yêu cầu ông ra tòa nhưng không cho biết ngày giờ. Mặc dù đây là một vấn đề kỹ thuật, phán quyết của tối cao pháp viện có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người nhập cư khác hiện sống không có giấy tờ hợp pháp. Trong trường hợp này, luật bảo đảm rằng khi chính phủ liên bang tiến hành thủ tục truy tố một cá nhân, ít nhất là phải cung cấp cho người đó một văn bản toàn diện và duy nhất về nguyên ủy của việc tiến hành thủ tục truy tố đó. Thẩm phán Neil Gorsuch, người được cựu Tổng thống Trump đề cử viết trong phán quyết, và ba thẩm phán cấp tiến và hai vị bảo thủ khác là ông Clarence Thomas và bà Amy Coney Barrett đều đồng ý với phán quyết trên. Và theo luật liên bang, thì những người nhập cư không phải là thường trú nhân hợp pháp, có thể nộp đơn xin hủy bỏ lệnh trục xuất nếu họ đã ở Hoa Kỳ liên tục ít nhất là 10 năm. Quay sang phần tin đến từ California, thì chính quyền ở tại tiểu bang Cali từ hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 5 khởi sự có biện pháp tạo cơ hội được thả sớm cho khoảng 76.000 tù nhân gồm cả thành phần bạo động và nhiều lần phạm pháp trong nỗ lực giảm bớt nhân số trong hệ thống nhà tù từng được coi là lớn nhất nước Mỹ này. Có hơn 63.000 tù nhân từng bị kết án về các tội danh có tính cách bạo lực sẽ được cho hưởng điểm tốt do không vi phạm kỷ luật trong thời gian vừa qua và sẽ giúp thu ngắn khoảng 1 phần 3 hạng tù thay vì chỉ được giảm 1 phần 5 thời gian giam giữ như quy định đã có từ năm 2017 đến nay. Trong số 63.000 tù nhân này, có gần 20.000 người đang bị án tù chung thân nhưng cơ hội được thả sớm. Ngoài ra còn có hơn 10.000 tù nhân bị tù vì tái phạm tội hình sự nhưng không liên hệ tới bạo lực và đã phải ở tù theo luật là three strike là bất quá tam sẽ được thả sau khi thi hành một nửa thời gian tuyên án. Trước đây, những người này có thể được thả sau khi thi hành 2 phần 3 thời gian bị tuyên án. Việc giảm thời gian ở tù này cũng dành cho khoảng 2.900 tù nhân tái phạm lần thứ ba tội hình sự nhưng không liên hệ tới bạo lực, theo ước tính của cơ quan cải huấn tiểu bang Cali. Luật này của tiểu bang California được ban hành năm 1994, theo đó quy định những người tái phạm cùng tội hình sự lần thứ nhì sẽ lãnh bản án tù dài gấp đôi so với thời hạn ấn định cho loại tội này những người tái phạm lần thứ ba sẽ phải ở tù từ ít nhất 25 năm cho tới tù chung thân theo quy định của luật. Quay sang một tin đến từ Houston, thì cảnh sát Houston trong lúc điều tra vụ bắt cóc tìm thấy hơn 90 người nhồi nhét trong căn nhà 2 tầng và các giới chức cho hay đây có thể là đường dây di cư lậu. Theo CNN hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 4, được lệnh lục soát, cảnh sát đến căn nhà này sau khi nhận được tin báo có người bị bắt cóc tối thứ năm. Ông Darren Edwards, phụ tá cảnh sát trưởng Houston cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ sáu, lúc đó trong nhà có hơn 90 người không có giấy tờ tùy thân. Người trẻ nhất trong căn hộ là ở tuổi 20, chỉ có 5 người là nam. Vì vài người khác có triệu chứng giống Covid-19 như mất vị giác và khú giác nên nhóm này đang bị giữ yên trong nhà để chờ thử nghiệm Covid-19. Cảnh sát đem thức ăn, nước uống cho họ vì họ cho hay là lâu rồi chưa được ăn uống. Và cơ quan điều tra nội an thuộc Bộ Nội an sẽ phụ trách vụ điều tra này. Hiện không có thông tin gì về chủ nhân căn nhà cũng như ai đã đưa nhóm này tới đây. Và quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì một nhóm học sinh lớp 7 của trường bán trú cấp 2, cấp 3 ở Đắk Rồng đang đá banh giữa sân trường thì bất ngờ bị đánh, à, bị sát đánh, làm cả nhóm ngã gục, trong đó một em bị thiệt mạng. Nói với báo tuổi trẻ tối vào một à, tây tháng 5, thì ông Hồ Văn Nhiếp, chủ tịch xã Tà Rục huyện Đắk Rồng, tỉnh Quảng Trị cho biết đã bàn giao thi thể cho ông Hồ, em Hồ Văn Tho, 13 tuổi, đã bị sát đánh tử vong đưa cho gia đình đem về mai táng. Theo ông Nhiếp, khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, trời không mưa, nghe tiếng sét đánh ở sân trường bán trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắc Rông, người dân chạy ảo đến thì thấy nhóm nam sinh đã ngã gục. Hai nam sinh bị sét đánh trúng, trong đó em Tho bị đánh trúng lưng. Cả hai được đưa tới trung tâm y tế cơ sở 2 xã Tà Rục, nhưng em Tho đã không qua khỏi và một học sinh khác hiện đang điều trị. Các em khác thì may mắn chỉ bị choáng. Trước đó, khoảng 4 giờ chiều ngày 26 tháng 4, trong lúc đạp xe từ trường tiểu học Yên Hồ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, về còn cách nhà khoảng 200m, bất ngờ em duy à, Nguyễn Duy Trường, 10 tuổi, học sinh lớp 4, bị sát đánh trúng, té xuống đường. Thế tai nạn, người dân cũng đã đưa nạn nhân đến trạm y tế xã Bùi La Nhân cấp cứu, song em Trường đã không qua khỏi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.